Cái bả một mình bả mà nuôi hai người, thấy tội nghiệp dữ lắm. Rồi bả đi lượm ve chai, rồi có ai mua thì mua, nhưng mà cái mua cũng có lượm luôn. Sáng bả đi vậy đó, cứ tươi bả làm đồ ăn cho thay tả này kia nọ, rồi bắt đầu đi lượm ve chai. Rồi cứ tươi việc thay tả này kia nọ vậy đó, rồi lượm ve chai, chiều phải đi lượm ve chai. Tối ngày vậy đó. 8 triệu, 9 triệu, 9 triệu. Đó chưa bệnh ra thay tả, thay đồ cho bà vợ không. Ồ, chú làm luôn hả? Nhà thương nuôi trời. Ôi giỏi vậy. Thôi chú ơi, đang sức khỏe không có đừng khóc. Dạ cả nhà ơi, hôm nay thì cũng là ngày nghỉ lễ rồi, thì Cường cùng các anh em nhóm cũng trở lại một cái hoàn cảnh là cũng rất là đau thương anh chị. Thì cái địa chỉ ở đây thì cũng thuộc ở địa bàn phường 2 thành phố Sóc Trăng, khu dân cư Một Cái Hạnh Phúc. Thì hoàn cảnh thì có mà một người chồng bệnh, rồi người mẹ nằm anh chị co gúc. Thì hôm gọi anh em cũng như có đến đó, thì hôm nay cũng nhân cái dịp lễ thì cũng trở lại lần thứ hai, cũng trao tấm lòng của quý nhà hảo tâm để phụ giúp cho gia đình có phần nào để vượt qua những lúc khó khăn. Thì hôm nay giờ Cường mời cả nhà mình đồng hành và theo dõi đoạn video này nhé. Và đây là cái chiếc xe đẩy mà cô mua ba chai nè anh chị. Đó, trên xe thì hiện nay có hai bánh mâm xe đạp bằng mũ nha. Đó. Bả một mình bả mà nuôi hai người, thấy tội nghiệp dữ lắm. Rồi bả đi lượm ve chai, rồi có ai mua thì mua, nhưng mà cũng có lượm luôn. Sáng bả đi vậy đó, cứ tươi bả làm đồ ăn cho thay tả này kia nọ, rồi bắt đầu đi lượm ve chai. Rồi cứ tươi việc thay tả này kia nọ vậy đó, rồi lượm ve chai, chiều phải đi lượm ve chai. Tối ngày vậy đó. Thì cuộc sống của Mai là hồi xưa lúc mà bà lão mà chưa bệnh đó là cũng như vậy hả con? Ừ thì cũng vậy đó, bà cũng đi vậy đó. Thường sinh là cũng về trai. Ừ, về trai không từ xưa giờ đó. Người chồng mà lúc mà chồng không bệnh thì chồng. Rồi bà nằm bệnh viện thì ổng cũng già, ổng làm con không nổi, rồi ổng cũng ở nhà chăm sóc cho bà già. Tối ngày ổng bà nằm bệnh viện 20 ngày thì ông này ở nuôi bà già vợ 20 ngày luôn á. Tới chừng chở bà này về rồi là ông này ổng bệnh luôn. Hai người bệnh luôn được luôn đó. Trời ơi. Ôi thấy ghê luôn à, ngã xuống bệnh là trơn hai người luôn. Trời ơi, trời đình có ba người mà người phụ nữ. Ờ bệnh trơn. Hai người trơn luôn. Rồi ông này hổng cũng tính đi đứt nữa đó. Con nghe nói sao mà mổ nát cái bụng hết trơn vậy cô? Nát cái bụng hết trơn ba người rồi mới đầu mổ. Sao đó rồi cái sao kết cục gọi là giờ chuyển đi Cần Thơ, chuyển Thơ mổ thêm hai lần nữa. Mà trong khi đó giờ là coi nói như là bị ung thư ruột già. Trời ơi, ung thư ruột. Ung thư ruột rồi cắt hết cái ruột gối. Trời ơi. Cắt đi cái ruột gối. Thấy cái vết mổ gì đâu quá trời, cái bụng luôn nát tan mấy hết trơn. Mà gắn ống thì tùm lum hết trơn. Tùm lum hết trơn luôn, giờ ba cái đó. Giờ mới đi tái khám qua nữa nè, giờ người ta cũng chưa có tháo ra được. Ta nói chưa có tháo được để cho nó lành phải tháo, nhưng mà chưa có tháo. Chỉ khám rồi nói đưa về thôi. Đưa về thôi. Trước khi mà nghe nói ung thư ruột già là nghe nói là mổ sỏi mổ gì trước sỏi, phải không? Sỏi túi mật. Sỏi túi mật trước phải không? Sao tới lầy tới gì đó. Lầy luôn hả? Lầy luôn. Trời ơi, thật người mà tới lầy luôn. Tới luôn á. Trời ơi, mổ sao dữ vậy? Ai biết Sóc Trăng này là mổ sao mà ra hả, chảy nước vàng hoài luôn, cái nhiễm trùng nữa. Nhiễm trùng nữa hả? Dữ lắm, ông này là dữ lắm luôn á. Nhìn quá nặng ha. Thấy cái quá cảnh nặng. Mà cô ở gần đây thì chắc cô biết về hoàn cảnh, mà thấy cảnh mà có một mình người vợ mà lo cho hai người nằm liệt giường. Trời ơi, thấy bả thì ghê luôn, trời ơi, thấy tội nghiệp. Đi sáng vừa đi ra nhặt ve chai rồi vừa đi sáng thấy ra bả khóc không phải đứt ruột luôn á. Ngày nào cũng khóc hả? Ngày nào cũng thấy bả khóc, có làm không thể của mình bả đó, còn mấy người kia cũng như không có. Có mình cô là giống như là vừa làm rồi vừa chăm sóc cho hai người. Chăm sóc luôn hai người luôn. Dạ. Bả không. Tội lắm, tội dữ lắm, tội luôn. Rồi nhờ không rồi thì giúp cho tiền nó mới có tiền, nó trả một thước nó phải đi hỏi tiền không á. Bả hỏi đâu có 9 triệu rồi đó. Hỏi tiền ngoài tiền góp á là 9 10 triệu gì đó là bả mua tả mua này kia nọ. Dạ. Đâu có tiền đâu, còn bả
coi như là bác hỏi tiền, bác mua tả mua này kia cho ổng, rồi nằm bệnh viện đó cũng tiền hỏi không á, tiền dai không, lúc đó đâu ai cho, ai đâu chưa ai cho á, rồi nhờ vậy người ta mới thấy vậy, ta mới cho cộng đồng mới thấy, mới cho á. Chứ con thấy mà cô Mai này đi nhặt cái chai gì thì ngày đóng nhiêu tiền làm gì đủ, trời ơi có không có được 100 ngàn, đâu có đủ đâu mà chi tiêu trong nhà hai người bệnh như vậy, bởi vì không hỏi tiền sao được, dai tiền không luôn. Quá trời đúng vậy, ngày đi ngang nhà của cô lắm hả? Cô Mai ngày nào cũng đi ngang đây hả? Ngày nào cũng đi ngang đấy hết, mới ra vô ngoài này nè, ngày nào bà cũng ra này hết á. Tính ra là cô Mai cũng lớn tuổi rồi. Ủa sáu mấy tuổi 61 đó? 61 tuổi rồi. Ừ, khổ gì đó. Tuổi đối với một cái người 61 tuổi giờ chơi với con cháu này kia ha. Này bà không có đứa cháu con. Không có luôn hả? Không. Ăn mình vậy đó. Dạ. Mình nuôi bà già với chồng. Dạ. Khổ quá. Vậy hôm nay là về nhà rồi cô ha, qua đi khám. Hôm qua đi tái khám. Qua đi tái khám. Rồi người ta cho gì ạ? Ở nhà đâu cô dắt tụi con đi ơi. Thì cha trả từ từ. Chứ mình không có hẳn là đòi là một. Dạ. Như là có nhiều trả nhiều vậy đó. Dạ. Chú có 500 trả 500 mà có 1 triệu trả 1 triệu. Dạ. Chứ không có lời bọng. Chú là người ăn sớm mà cho gia đình của cô Mai mượn tiền ha. Để có bệnh rồi này kia. Hai lần, lần sáu. Chú không có lấy lời gì luôn hả? Không có gì mà có nói trước, chừng nào mà bậy á. Thì mua về chai á, trả 500 hay là 1 triệu 200 vậy đó, có trả là được rồi. Thôi. Dạ. Chứ nó không có lấy lời, cái nào ở sớm rồi. Dạ. Mà đừng vậy ha, anh em ruột chưa chắc được nữa. Dạ, em ruột không đi. Thấy hoàn cảnh của cô khổ quá hả chú? Ừ. Dạ. Bây giờ bỏ cho ông chết. Dạ. Mình kế bên mình đứt ruột thôi. Giúp được cái gì mình giúp. Dạ. Nó mà ngay đi. Đi ra vô là mình thấy đau lòng rồi, mình đâu có nở nào mà. Mình đi ngang thấy ổng nằm trên dưới bố đó, mình chứng đứt ruột. Dạ. Giờ sớm này tình thương nhiều quá ha, kế bên nhà thì có chú này cũng gần nhà ha, gần dạ. Nhà chú đâu? Dạ. Chú thấy hoàn cảnh là khổ hả chú hả? Dạ, đó thấy gì đâu mà khổ rồi, có hai người mà bệnh nằm liệt giường luôn. Cũng có em bả nữa mà em bả nghèo lắm. Dạ. Có em. Em mà em bả nghèo. Dạ. Nghèo ha. Đâu có đủ cái năng mà ăn hàng ngày đâu mà lo quá trời. Dạ. Còn ông bả qua bả có hỏi thì mình cũng nói gì đó, nói giờ. Thì cho mượn cái đó rồi chừng nào mà có tiền thì trả từ từ. À là chú là cho mượn tiền lúc mà bệnh này kia đó hả? Đi viện đó hả? Mượn gần 6 triệu hai lần. 6 triệu hai lần. Có trả chú chưa? Chưa. Ủa chưa có tiền giả luôn? Bệnh gì tiền đâu giả. Mình có nói giờ nào hết á. Thì hai vợ chồng đi mua bán gì đó. Dạ. Giả mà 200-300 triệu gì đó. Chừng nào hết thì thôi. Dạ. Giống như cho mượn vô làm phước vậy đó. Làm phước đó. Dạ. Phải là lấy lợi. Dạ. Là chú nữa là thấy trước mắt đây nè, không cứu rồi đi chùa đi chiền hay đi cái gì cái chuyện đó ha. Dạ. Hết bệnh rồi là đi làm có tiền rồi trả lại cho nói chú. Nói chung ổng cũng đi làm mê rồi làm hồ lặt vặt kiếm gì ổng làm đâu. Dạ. Dạ. Bệnh giờ đâu làm nổi. Dạ. Dạ. Bà già thì bị tai biến nằm đóng. Vậy đó hả? Dạ. Rồi lão thì giờ nằm chỗ. Bà giờ chết rồi. Dạ. Dạ. Chưa. Hai chồng đây chắc cũng hiền lắm, thấy ai cũng thương chứ ha. Nói chung ổng hiền lắm. Dạ. Ổng thì đi làm, ai mà kêu thì ổng đi làm. Dạ. Còn ảnh mà không làm thì về nhà soạn đồ với cha với bà nè, rồi nấu cơm. Dạ. Đi chợ cơm nước cho bà. Dạ. Dạ. Rồi đút cho bà già ăn, bây giờ ăn gì nổi nữa mà. Ăn hết nổi rồi bây giờ. Đổ sữa không chạy nữa. Dạ. Đổ sữa không vô luôn hả? Đổ sữa không chạy nữa. Gì cũng anh em mới đến có gặp chú gần nè chú cũng qua. Cảm ơn chú à. Dạ, dạ. Cảm ơn chú nhiều nha, để con vào thăm gia đình coi. Dạ. Dạ. Cái câu chuyện thì phải hỏi lối sớm trước. Dạ. 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 Mà hỏi ngay cái chú mà cho mượn tiền luôn mới hay á. Chú nợ. Chú nợ ngay đi mình cũng thấy vậy mình giúp được. Hôm nay anh em đến ở chỗ ngôi nhà của cô Hoa nè. Cô ơi. Cô ơi. Cô Mai. Ôi chú chó nè. Chú chó à. Số nhà là 414/36/29 nè, Nguyễn Văn Linh nè. Chào cô. Nay con lại thăm cô nè, sao rồi, tình hình sao rồi? Đi khám bệnh sao rồi cô? Khám bệnh thì chú đi mình ơn lên tỉnh con khám kêu tuần sau khám nữa. Cứ mỗi tuần mỗi đi vậy đó. Trời ơi. Mà chú ngồi đâu được không? Đi xe taxi mà. Ủa bữa hổm cho số rồi sao? Cho số rồi làm ngày mới đi rồi đâu có điện được. Điện được hết trơn, sao mình không điện? Con cho kêu điện trước 2-3 ngày mà. Trời ơi, bởi vì hiền quá. Cứ cười sao 2-3 ngày trước, bữa đó trước 2-3 ngày tại sao không điện ta? Đi nói ngay người ta nhiều. Quen người ta ăn cô có 500 ngàn. Ồ, 500 cũng rẻ anh ơi. Đi cũng rẻ. Về luôn, đã đợi. Dạ, cũng trời cũng rẻ, thôi vậy rẻ. Bình Thuận
cho mình. Dạ. Rồi. Khám rồi sao rồi? Khám rồi chỉ bây giờ thôi, không có rút được cái gì hết trơn á, người ta nói từng sao nữa. Bây giờ mấy gà là không có bác sĩ nữa, nghe nó lễ không có bác sĩ phải không? À, chỉ rửa thôi nha. Mà cái hai cái bự đó là chưa có cắt được, nó cắt sợ nó bung. Mà ông về ông cũng còn đau hoài. À còn đau hoài. Ổng đau cái cô thấy vậy cô chạy ra mua thuốc cho uống. Mua thuốc cho uống. Vậy là đi tái khám không có viên thuốc nữa sao? Không có thuốc. Trời ơi. Chỉ ra rửa thôi. Rồi đi tái khám vậy rồi bỏ bà lão ở nhà. Con cô nó chảnh nó đón rồi nó dẫn đi. Con trai đón nó chảnh. Trai chảnh. Cô ở nhà, cô mai nhà. Dạ. Chú đi. Đâu có bỏ được. Rồi bà sao rồi? Cho cô bà sao rồi cô? Sáng cho ăn uống gì chưa? Cô cho bà uống sữa không mà bà không có ăn cái gì hết trơn á. À không ăn được, uống sữa thôi. Quá tội. Sáng bồng bà ra đây đặng cô đi mua dây chai, phải đi kiếm thêm chứ. Bà ơi! Biết tụi con không? Nó biết không? Hôm nay biết kìa, nói chuyện kìa. Nay con lại thăm bà nè. Bà khỏe không? Khỏe, nghe. Khỏe, vậy còn biết à. Dạ. Thương bà hôn nó nằm gì đó. Sáng cho bà ăn cơm chưa? Rồi nói gì vậy? Bà ăn cháo. Ăn cháo thôi. Ăn cháo. Thương bà hôn. Bà 80 mấy tuổi ha cô? 81, 82. Trời ơi. Mấy tuổi rồi, tay chân rồi nè. Chân trời anh chị em ơi. Xương không rồi anh chị em ơi. Nha. Chân là con không có co ra được luôn nè anh chị em. Đứt ruột luôn. Cô khóc nữa anh chị em ơi, chân nào không có co ra được. Rồi cứng ngắc luôn rồi. Cứng ngắc luôn rồi, cái giò vậy đó. Không có bóp chân gì cho mẹ. Cô có mình ở thời gian đâu mà bóp. Cô đi mua rồi cô đi về cô lo cho mẹ. Mua bán thì cơm nước nữa kìa. Nè mẹ thì chảy nước vàng đi giặt sạch tẹt. Cô lập chồng nữa, chồng đâu có đi được đâu. Cô làm hết trơn. Phải là cô ở thăm thôi. Nằm vậy là suốt tối ngày luôn, rồi tối chiều mới đưa vô trên giường. Sáng cô cho em một cái bồng ra đây nằm, cái cô mới đi mua dây chai, chưa về cô mua đồ cho mẹ ăn chút đỉnh. Một chiều cô mới bồng cô, bồng mẹ lên thay đồ, thay đạp. Cái cô giọng xích ra, cô vô đó ngồi nè để nói chuyện cho con dễ chứ, cô ngồi không thấy mặt. Mà bà ra cả nhà thôi. Kìa bà nói gì kìa hỏi. Bà nói gì? Ai hả? Bà hỏi ai vậy? Mấy con cháu mà lâu ngày không gặp á, cháu ruột nè, cháu nội không á. Họ hỏi gì cái cô, hỏi bà nói gì. Má quen không? Biết không? Biết không? Không biết đâu mà tại... Mắt còn thấy không? Thấy. Thấy hả? Còn thấy. Có bữa bà mệt bà tỉnh thì khóc muốn chết, con khóc. Có bữa hơi mệt ha con. Mệt rồi không nói chuyện bậm môi lại không. Dạ, lúc không đó là mình hơi sợ ha. Ừ, cô sợ quá. Sợ bà đi bắt tử bởi vì cô nằm cô giữ. À, nằm giữ. Nằm giữ là sợ mẹ cô. À, sợ có gì? Có gì rồi cái bên ai tại vì cô nói chuyện lớn lên lại đi nha. Chồng cô để cho thì nằm ở đằng sau đâu có đi được, đâu có mình ơn cô nó, cô nằm vậy đó. Dạ. Canh mẹ. Nằm ở đó. Sao cô ở trước nữa. Trời. Nằm canh mẹ sợ mẹ mất. Mẹ thí dụ mẹ có gì mình la làng lên trong số người ta lợi vậy đó. Rồi chồng nằm sao nữa, chồng cũng đâu phải là bệnh nhẹ đâu. Trời ơi, mổ 2-3 lần rồi nhiễm trùng trong đó. Rồi trong khi đó ung thư đường ruột nữa hả? Đúng rồi, ung thư đường ruột cắt đường ra ngoài. Trời ơi, cắt đường cái ruột ra ngoài luôn rồi chị. Vậy cô cực dữ lắm. Ủa mà ung thư này là cắt rồi nó còn vô thuốc nữa, sao không thấy vô thuốc gì chứ vậy? Bác sĩ thuốc, không có trợ thuốc nữa. Mà cái này nó lội ra hoài luôn, cô cũng sợ mà. Nghe nó còn đau là chắc chưa có thành là... Chắc chưa. Chưa à. Nếu ung thư là thường người ta vô quá chắc nha. Sao này vô quá chắc 6 lần nha. Ung thư dạ dạ. Vậy là cắt vỏ nó đỡ hơn. Nghĩa là nữa nó lành nhưng mà có thể nó ăn. Nhưng mà sau này nó lâu ngày nó mới ăn nữa. Dạ. Yeah. Thương bà không? Bà ngồi vậy không? Bà ngồi vậy cho khỏe không? Ngồi vậy không bà? Đau hả? Đau ở đâu? Đau cái dai. Lỡ hả? Lỡ cái dai hả? Hay chở mình cho bà chứ để bà nằm suốt cái gì bà không có chở mình gãi. Được. Gãi. Cô có cắt móng tay hết chưa? Nè, móng tay mẹ cô vậy nè, cô cắt. Người sơn móng luôn kìa. Cô đi mua dây chai có nước sơn cô quẹt cho bà. Trời ơi.
nó nói là nó không được phụ nữ hơn 80 mấy tuổi cũng phải diện mới đẹp ha. Sơn ha, sơn móng ha. Không phải bữa bữa thấy cô đây lấy con dây buộc cái tay bà lại, đây không buộc đỡ là bà gãi vô cái vết thương. Má đừng có gãi cái bà dạ. Hơi lâu lâu má mới gãi một lần rồi, cô thấy vậy cô không buộc tay luôn dạ. Gãi đi tối mới buộc dạ. Ngứa cô nhiều khi ngứa chịu không nổi. Nằm ngoài đó rồi nó gỉ nè. Mẹ biết mấy chú này không? Biết con không bà? Biết không? Bữa con có lại thăm bà đó. Ờ nhớ. Nhớ dạ. Chị à. Ờ nhớ chú. Mẹ cô bặm môi nè, cắn cái lỡ. Ồ cắn lỡ miệng hả? Dạ. Không ăn là bặm vậy nè. Kỳ vậy ta. Cắn môi à. Cô sợ à. Nhiều khi tỉnh, nhiều khi mê, con ơi, khổ lắm. Cô phải canh hoài vậy. Ờ, phải canh hoài ừ. Nhiều khi, thí dụ mẹ có đi bác tử thì mình cũng biết. Ừ. 81 không? 81. Bà 81 tội nghiệp không cái nhà. Nó nằm suốt gì vậy? Sáng giờ là nằm đây hả? Cô mới bồng ra. Mới bồng ra hả? Cô bồng nên cô đi mua dây chai cho mẹ ăn sẵn. Nghe mấy con lại nên ở nhà. Ờ, ừ. Nghe lại mới ở nhà chứ người ta sáng cô đi rồi. À, sáng nào cũng đi hết. Đi trưa mới về. Mua một chuyến mới về. À mua một chuyến rồi mới về. Ừ, mới về lo tới chiều rồi mới lựa đồ đi bán. Trời ơi, không nghỉ ngơi gì được luôn. Không có nằm được nghỉ lưng, không có nghỉ trưa. Ông sai cuộc hoài. Sai cái gì? Sai đổ này đổ kia đi mua đồ ăn cho ổng. Nhiều khi ổng ăn được, nhiều khi ổng ăn cũng không được nữa dạ. Mua về rồi ăn miếng rồi bỏ. Thèm vậy thôi ha. Chị chứ đang cắt cái đường ruột mà đau rồi bao bốn lần mổ nữa mà. Thèm người kêu mua về mà ăn không được nhiều. Cái người bệnh thì lúc nào cũng vậy, bực bội thì mình nuôi thì mình phải hiểu ý, không hiểu ý thì sẽ gây ra cái giống như là cãi lộn nữa. Khó lắm. Bà muốn ngồi dậy hả? Ngồi dậy không? Ngồi dậy chứ cho khỏe. Đỡ bà ngồi dậy chút xíu ha. Ngồi không? Hay bà? Ngồi không con đỡ. Đỡ ngồi dậy xíu đi. Ngồi không? Thôi ngồi thử coi. Trời đỡ chừng ghế ngồi không? Bỏ chừng về kìa. Đó người ta cho cái ghế đó. Rồi đưa 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 bà ngồi coi. Lấy ghế cho bà ngồi. Mình ngồi cô đỡ mà ngồi cũng được. Ờ tại vì biết sao phải có người đỡ chứ. Bỏ chừng ghế kìa. Có lao xem không? Con đỡ mới ra ngồi nha. Ngồi rồi co gấp người lên luôn. Đỡ đâu cái gì lao không con dơ này dơ quá dơ kìa bụi quá con nằm được cho nhà con nó bấm quốc gia nó nói trên bằng mẹ cô để lên đây cô dẫn đi tắm con bây giờ má cái xe này đó mình mua hết ta cho con xe này từ thiện cho thiện cho hả chiếc xe từ thiện cho đạp gai nó lại ăn uống không được á rồi giờ biết ốm quá trời ốm rồi. Gán uống sữa vô nghe bà cho mập lên thương bà không cả nhà đó mình ăn được không cô được. Hai người không mà cô đỡ trời ơi 61 tuổi là chị em mới khôn lớn lên trên đang nhậu nha chị con dẫn đi cô đưa bà lên trời ơi cho bà lên trên ngồi cái dài bà lỡ con lỗ lỡ vậy đó ừ cái dài lỡ con lỗ cho bà ui lỡ cô sức bi sức gì cho bà sức mua thuốc sức vô ngồi má ngồi vậy nha ngồi cho chú ở chân cái chân không có co không ấy được vậy luôn rồi ừ đó dạ. lấy cái mền để bà lấy cái chỗ ở trên đó cho cô ngồi kìa trời nhìn mặt kìa anh chị em sống với cái tuổi 80 mấy ừ chị lại bà hiền lắm ồ ngồi được đó ngồi đi cho nó thoáng hồi nó khỏe cho máu nó lưu thông rồi má để vậy đi rồi má rồi cô ai hớt tóc cho ngoại gì cô hớt đại cô hớt gì luôn đó hả rồi hớt rồi cái giờ mình ừ. Ơn rồi cho ngoại hành sặc gần luôn kìa đó ờ cô rồi cái dai bị lỡ hả đâu không coi bên đây hả nãy tôi chỉ chưa thấy bên đâu má bên đây bên đó, đó. Ừ, bên đây nè nè một lỗ gì nè con xem bên đây nè kìa lỗ gì nè kìa móc trời ơi sâu luôn ghê tới xương luôn ghê vậy quá móc lỗ luôn hả tới xương luôn à bởi vậy con cột tay là phải rồi trời tới mình không có lấy gì băng lại đỡ đừng cho bà móc thôi con rửa rồi cô ơi không được đau lắm luôn cô rửa dữ lắm nè cô kỹ nguyên lỗ luôn tới xương ngoại tử thịt á sao ngoại tử thịt đau đau rồi cho bà uống thuốc vậy không có mua thuốc tàu cho bà uống
Cái này mua thuốc tây giảm đau hay này kia chứ. Cô gắt bi vô cô sức. Trời ơi, ghét chết lắm mà bà không biết hết. Chị mua thuốc nhất được không? Bây giờ cô làm cái gì bác cũng móc hết trơn á, làm như cái thịt này nó ngứa. Ngứa. Hư thịt chứ sao. Mình mẩy thì không có lỡ, chỉ lỡ cái chỗ đó. Dạ. Ngồi. Có tiểu đường gì không? Không, mẹ khám không có tiểu đường. Chỉ có lúc là chú là bị giống như tai biến rồi tới giờ. Tai biến rồi đột quỵ, bà bị đột quỵ rồi mới thành tai biến luôn. Dạ. Dạ. Nhờ chích mũi thuốc 12 11 triệu. Đột quỵ xong rồi tai biến. Rồi thành tai biến luôn. Cái từ đó là giống như liệt người luôn đó nha. Liệt luôn, liệt tới giờ luôn. Đi được. Dạ. Nó thương hoàng không? Mẹ của hồi đó dữ lắm. Làm nhà sẻ người ta thương mình. Kêu bà kêu ngồi ấy ra. Dạ dạ được coi. Trời biết kêu ngồi. Kêu mời ngồi đó. Hôm nay mời ghế ngồi luôn. Thương hoàng. Biết tụi con lại làm gì không? Hả? Không. Tụi con lại thăm bà. Rồi cũng có cho sữa bà uống. Cho sức khỏe lại. Cái này mà cô có thời gian được đâu nha. Lấy cho bà ngồi đẩy tới đây luôn thường xuyên được. Lấy cái gì chìm sau lưng ngoài. Đau. Mẹ cô quá tuổi. Đã 11 tuổi. Mẹ cô lớn tuổi rồi, bệnh lớn tuổi á. Dạ. Khả năng hồi phục khó. Khó lắm. Khó lắm. Không ở đâu. Lạnh này. Mấy hồi mê, mấy hồi tỉnh. Dạ. Lót đi sau lưng, lót hàng cổ của tôi cho cao lên. Giờ chủ yếu là uống sữa này kia rồi để... Chị hơi cao quá rồi, cái đó. Lót đi rồi, cái đó cao quá. Ừ. Cho cái lưng nó lên, nó thở, nó cắn cho nó ghét. Vậy là sáng rồi tắm rửa rau chùi cho bà ăn xong rồi mới đi. Chiều chị mới lau mình, không có thời gian cho mẹ ăn rồi chiều chị về chị mới lau mình. Thì để nhà bà có khát nước rồi sao? Chưa, cô về không có uống ăn rồi cô mới đi nữa. À. Yeah. Thầy cô đi theo giờ chứ đâu có đi mà xuyên suốt đâu. Dạ. Rồi lớp ổng đi không được, ổng sai cô dữ lắm. À, chú cũng ngồi đó thì... Cuộc sống là cô hồi xưa tới giờ là có khi nào mà được một khúc giây nào để sung sướng giống như là đi du lịch hay này kia chứ? Không, hồi nào giờ cô không biết đi du lịch. Không biết luôn. Trời ơi. Sống với 61 tuổi rồi, chơi giờ là chơi lớp lớn là 15, 16 tuổi là chưa biết đi đây đi đó gì chưa. Người ta rủ, người ta chị Kiều về, người ta kêu đi thì đi có lần một rồi không biết, không có tiền đi lắm. Dạ. Có ngày lần rồi không có tiền. Như là đó, giờ là sống với mẹ. Đó giờ sống luôn. Mẹ. Sống với mẹ, không, hồi đó không có sống với mẹ mà cô làm ở Cần Thơ, cô gửi tiền về nuôi mẹ mà. Dạ. Nuôi từ đó giờ. Đâu có ai nuôi, biết nào cũng khổ. Chỉ có cô đi mua dây chai, đầy cục đỉnh nuôi mẹ. Lâu lâu gửi về 500 triệu cho mẹ xài. Hồi đó mẹ còn mạnh. Rồi từ cô về đây gần 2 năm rồi mẹ mới bệnh rồi con nuôi tới giờ. Dạ. Là về đây lúc đầu là cái nghề dây chai luôn. Nghề dây chai luôn, nào giờ cũng mua dây chai. Vậy là ở Sài Gòn cũng dây chai hả? Cần Thơ cũng dây chai. Cũng đi mua sinh dây chai. Cái đó là bên chồng cô. Ờ. Thương không? Cái gì là cô có một người con hả? Có một thằng con còn nhỏ 20 tuổi, yeah. Thiện khô à, đi làm mướn không à. Yeah. Mà okay. Cô, con của cô cũng có hiếm lắm. Dạ. Nuôi ngẩm. Dạ. Nuôi mà đâu có tiền bạc, không đi sinh con từ thiện, ăn không mình không. Chú thì đang nằm ở dưới hả cô? Nằm ở dưới, rồi. Cũng hai người nằm dưới, cũng thấy khổ. Bây giờ mình xuống thăm chú coi. Để cô ra trước luôn. Đâu có đẩy được, này đẩy được đâu. Đẩy đâu? Đẩy dưới luôn. Đẩy xuống dưới luôn. Đẩy đi đường nào cô? Đi đường. Không phải gào lấy, để cô đâu có dính được đâu. Dính ba nha. Kéo lên, đang gãy chứ. Rồi, đẩy đường này. Có hai người đi du lịch. Cái bài nằm chỗ một nó dính. Được rồi. Thấy, tồi tốt. Này đẩy bà ra ngoài này luôn. Đây, kính thưa anh chị em, bà lão 81 tuổi, mắc cái chứng bệnh là tai biến, không có bị gì nhưng tai biến rồi xong là lối sớm cũng vẫn là cho mượn tiền 12 triệu, mà trong khi đó thì chữa trị không hết, mà bây giờ là trong vòng 2 năm thì nằm như vậy đó anh chị em. Xương thì bên chân thì co ra co vô hết được rồi, bút bà ốm chỗ này nè anh chị em. Cái này đẩy bà ra chân ngoài đường, người chủ vô trong từ trên rồi chủ rồi nằm đây nè. Ôi. Đấy các bạn. Chào chú nha. Dạ, chào chú. Mở đèn. Để. Quá tội. Nó nhà mà ăn cặp vậy là vui nè anh chị em. Cái bánh nha, cho đứng rồi em để chạy em với anh. Rồi cái bánh mình tới. Đặt mạnh xuống. Nhà hai người bệnh như thế này.
Chú thấy sao rồi chú? Sao chết? Trời ơi, đòi chết nữa nay kỳ vậy. Người mệt hả chú? Về. Ừ. Thấy khám về mà nó cắt chị, không cho viên thuốc mà uống hết trơn. Sao kỳ vậy? Rồi về chú thấy đau quá thì chú lấy cái tổ cũ mua uống còn đỡ đỡ. Dạ. Ủa con thấy cái vết thương nó bị nhiễm trùng kìa. Không có lành mà trời ơi. Đỡ kìa. Cái chỗ cái ống. Bên nay nó đổ quét rồi kìa. Ui. Gì đâu về không có thuốc uống. Chán lẽ đi khám về phải có thuốc uống chứ. Mà không cho. Kỳ vậy trời. Nó khỏe rồi giờ tình sao đi nữa. Cắt khỏe hả? Ừ. Ủa nhiễm trùng rồi kìa. Đổ quét kìa đó. Ra mũ luôn kìa. Ra ống kìa. Ống này ống giãn ra đây nè. Ống mẫu. Trời ơi trời nè, quên cảnh nè. Một người phụ nữ 61 tuổi nuôi hai người, một người thì 81 tuổi thì giờ nói chung là kêu bằng bại liệt rồi đó anh chị em, một người đàn ông là người chồng nè anh chị em. Quá tội, mổ 3 lần anh chị em. Mổ 3 lần lên đây tới Cần Thơ. Thì đó, khoáng thêm cái nữa rồi ung thư đường ruột nữa anh chị em. Đường ruột nó già non gì đó anh chị em. Dạ, trời ơi. Giờ hôm nay là thấy mệt hơn lúc trước nữa hả chú? Thấy hôm nay chú mệt mỏi hơn nhiều nè. Cái ống đó nó hút nó lội lên mỏi rồi. Bên đây gắn cái ốc mông phụ. Nhiễm trùng nó không nha. Hốc mông phụ. Nó không có không có bọc đây, bọc đây rồi chứ gì nữa. Người ta gắn một ống là muốn chết nè, chơi tới hai ống luôn. Và trong khi đó không có thuốc gì sao chịu nổi trời, toàn là vết mổ, vết đâm không à. Phải có thuốc liên tục. Vậy là mua thuốc ngoài uống nhiều quá. Mà mặt bữa nay là thấy yếu hơn bữa hổm nữa, đuối hơn nữa nè. Bữa con gặp chú thấy con mỏi hơn. Lấy cái gì kê cái gối cho nó đỡ không? Đỡ mỏi không? Ăn uống gì được không? Uống không ăn. Trời ơi. Uống không à? Đang là mổ mắc sức, mắc máu mà ăn không được nữa. À rửa cái vết thương nữa, không hay rửa đi, mua thuốc rửa, về rửa. Cô rửa thuốc đỏ. Mà có thuốc đỏ gì không cô? Có, cô mua đây. Rửa để nhiễm trùng một lỗ sâu ấy thôi luôn mà chú coi nè. Xong kêu con trai về phụ lo đi cô. Con trai cô nó không chịu về, nó đi làm không. Đi làm không chịu về hả? Làm nó có tiền nữa thôi cô. Cái gì con... chú này mệt quá nè. Con hỏi cô là những lúc vậy rồi cô có giống như nghĩ mà nghĩ bẩn mà giống như này kia không? Cô nói thiệt con ở tại đừng có mẹ cô đi rồi cô buồn làm không có nổi rồi thấy mẹ rồi chịu không nổi bé gái gì. Ngày nào cũng đi hết trơn, người ta thấy tội nghiệp người ta ưa chỗ này chỗ nọ. Dạ. Nó thấy cô làm tối nhà người ta tội nghiệp. Thằng dòng ai cũng thương hết. Ai cũng thương hết trơn á. Cái xóm này ai cũng thương. Lễ mà người ta cũng cho vài 300. Giống như con thấy nhiều cái hoàn cảnh như nghèo khó khăn, nhà thì hai ba người bệnh, cái giống như uống thuốc này kia, cô có giá có suy nghĩ như vậy không? Cô thì cô không có suy nghĩ chết mà cô muốn đi mất rồi cậu ở khổ quá trời. Tức nghĩa là trước mặt thì nhìn này thì mình không lo không được. Phải. Vậy... không có cô nữa thì ai mà lo được đó. Nên là mình không có bỏ không bỏ được đâu. Bây giờ tới đâu chú như vậy nữa nè. Giờ phải chịu. Dạ, nhờ rồi. Mạnh thường quân cho tiền cô mừng dữ lắm. Đang mua thuốc mua tả nó cho. Thì đó Mạnh thường quân giúp là chủ yếu là cho cô bớt đi. Đúng lụm cái chai lại bớt. Đi mua quán cái chai lại để nhà lo đó. Chú đi khám về tưởng đâu là chú nếu bớt mà rồi cô mình có chết đi mẹ cô bỏ cũng ai lâu hết trơn. Mấy đứa em đứa nào cũng khổ hết trơn. Nhưng cô suy nghĩ vậy thôi kệ khổ tới đâu làm tới đó. Tới đâu hay tới đó. Tiền thì mình trả từ từ cũng được. Trước mắt là lo cho bệnh trước nè rồi. Con thấy chủ nợ nè, cái chú cho mượn nợ nãy đó thì chú nói là chừng nào có trả ha. Chú đó cũng tốt. Nên ta cũng giúp mình á, chừng nào có thì đi làm trả chứ chú không có đòi. Chú này hai đợt. Cô mượn nợ chú đó hai đợt. Có nhiều trả nhiều. Đợt sau dính nữa. Dạ. Chứ giờ nhà hai người bệnh này vậy nè, biết sao nữa. Quan trọng là cho chú nè, chú Tâm đúng không? Chú Tâm mà khỏe lại thì chú có thể là Phật đỡ giúp cho gia đình được. Giờ chú như vậy rồi mà chú làm chuyện nhà dạ này yêu cầu mà
tự nhiên cái mắt thấy bệnh như thế nào không giờ nằm. Yêu cầu mà chú đi tới đi lui được thôi cô, rồi bớt được 40% mà cơm nấu nước này kia cũng đỡ cái... đó chưa bệnh ra thay tả thải đồ cho bà và vợ không. Ồ chú làm luôn hả? Nhà thương nuôi trời. Ủa giỏi vậy. Nhà thương nuôi thì đỡ rồi. Ừ. Thôi chú ơi, đang sức khỏe không có đừng khóc chú ơi. Khóc chú luôn. Nói là lúc thời mà chú còn khỏe là cô đi làm, chú là chăm sóc mẹ vợ, thay tả đồ cho mẹ mẹ luôn. Ít có người con dễ nào làm được gì lắm. Vậy là chú rất là tuyệt vời luôn. Mà không ngờ bị bệnh như vậy đó cả nhà. Người đàn ông mà đau đớn chứ khổ như lắm mới là chú đâu có muốn, chú đâu có muốn nằm gì đâu. Phải dính vô cái bệnh đó thôi, chú cũng đâu có muốn nằm như vậy mà để mẹ, làm khổ vợ đâu. Dạ. Dạ. Cô đi kiếm tiền rồi chú chăm sóc cho mẹ. Cô vô chút xíu rồi cô về cô nhậu ngủ nhà sáng con vừa tiêu ổng ở nhà thôi 24 giờ 24 lúc đó là chưa có nằm. Còn đánh chừng mẹ về được 2 tháng là tới ổng. Dạ. Bởi vì cô, bởi vì cô thương cô đâu có bỏ được. Bây giờ là mua thuốc rồi hả chú? Chú Tâm có thuốc uống chưa? Có thuốc rồi ha. Để mua thuốc nhất, thuốc gì đó mình đau mình lấy cái to mình đi mua nhiều nhiều để dành mình uống tới ngày mình đi tái khám luôn. Rồi lên chẳng chú có xin thuốc không? Biết buồn này, mặt buồn biết là đang nói chuyện là nghe cái hoàn cảnh là gia đình là có xin con gái mình đang khổ, đang khó khăn mà. Biết không ngoại? Ngoại biết không? Biết không? Biết mà là con gái này, người cô này là con gái cô phải không? Gạt đầu, gạt đầu luôn phải không? À, khó khăn giờ là vừa nuôi mẹ, mẹ già mà trong khi đó chồng thì như vậy nữa. Biết không ngoại? Biết đầu biết luôn kìa anh chị em ơi. Ừ. Bữa hổm vô đâu có buồn như vậy đâu, bữa nay là biết rồi, mặt quá cho buồn luôn. Nay buồn là bà biết mà buồn. Ừ, bà kìa. Tội nghiệp bà. Cuộc sống một người phụ nữ mà bao nhiêu năm trời gian nan mà bây giờ phải nằm ngồi như vậy nên chưa đau lắm, lòng lắm. Bà chú sáng giờ uống sữa không chú? Có. Uống sữa gì? Uống sữa hộp mới. Chú uống sữa gì cô? Đâu lấy con coi uống sữa gì vậy cô? Đáng sữa hộp bữa hổm với sữa gì mà vitamin một lắm 200. Dạ. Bữa nay con có đem sữa của Mạnh Thường Quân theo kìa, cho nhiều lắm. Cho cả nhà mình uống luôn, 3 người uống luôn chứ không phải là... Đây, con thưa anh chị em, sữa này anh chị em Mạnh Thường Quân cho mấy hộp? 10 hộp. 10 hộp sữa anh chị em, 10 hộp sữa này. 10 hộp sữa luôn. Tìm con nói là chị mua nhiều để cho cô uống luôn á. 3 người mình uống. Giống như cô mà về mệt ăn uống luôn á. Uống có cái sức khỏe lắm, cần thi á. Ồ, nè anh chị em. Cô mấy cô Ngọc ở Úc á. Cái này mình uống rất là lâu ha. Cô Ngọc nha. Mua để uống lâu dài luôn á, tại vì biết anh em mình cũng đi nhiều hoàn cảnh á, sợ không có quay lại á, cô nói mua là mua nhiều đi. Để dành uống. Quan trọng về chú nè, cái chú yếu quá trời, không biết sao nè. Ừ. Khám rồi á mà về rồi mà vẫn mệt chứ không có khỏe nè. Bây giờ còn đau chú, cái vết thương nó còn đau nhiều không? Đau quá quá rồi. Đau trong bụng hay sao chú? Đau nguyên cái vùng bụng. Cái mổ mà nó ghêm á, sao không nổi. Đi cứu đi, chú đi ấy về nè, nó đau nè. Còn bữa thì như nó đỡ hơn đúng không chú? Bữa thì chú tỉnh hơn. Tại không chú đi hôm qua mà phải không? Nó có động gì trong không chú? Bác sĩ có làm gì vô trong không? Chỉ cắt chỉ không. Ờ, vậy là có cắt chỉ rồi mà sao giờ nó động ở trong đau trong bụng. Ờ phải rồi. Là chỉ thép không có cắt được nó sẽ bung á. Vậy dạ. Rồi từ sau mới cắt được cái ấy cái này ra. Không chỉ. Không cắt là nó bung thịt ra đó, nó bung thịt ra mình ghim á. Tao nướng cắt đó. Nó chỉ thép. Ừ, đúng rồi chú. Này nó mệt mỏi chỉ tan thôi. 3-4 tháng gì không biết có đặt cái hậu môn gì vô trong bụng không nữa. Cho nên tùy theo. Cái đó lâu lắm á. Cho nên tùy theo nữa. Cái đó mình làm từ từ, mình làm cái này trước xong rồi. Có nhầm người là treo như vậy luôn á. Cái cô mà ở Mỹ Xuyên đó là treo đó, cái bọc mình không đó, cái gục đó. Má đừng có giải. Má giải má lỡ nữa. Bà thì giờ cái lưng. Lưng móc nguyên một cái lỗ luôn. Cái lỗ.
thấy xương luôn hả? Trời ơi, anh không dám nhìn luôn. Ừ, à. Cô rửa hoài tôi hút vô sâu vô không, tại vì đâu còn thịt nữa đâu. Da không à, mất á, bởi vì nó vô tới châu. Nó đang cầm vô sâu. Nó ấy nữa, thì đó khó chịu. Nằm hoài á, rồi cái lưng nó da chạm nữa. Mà cái mình không lỡ mà ngay cái chỗ đó không mà. Dạ. Nó không chảy. Rồi hôm bữa mình quên cho tiền, nay còn không cô Hoa? À. Còn nhiều không? Thì con chi tiêu này có chứ không chịu. Ừ, tại vì cô đi bán nữa, rồi đi nhặt đấy. Để dành dụng nha. Cô xài tiền tỉ mỉ quá trời hả? Cô kỹ lắm mà. Dạ. Nội tiền xe không hết 500 ngàn rồi. Cô là không có xài bậy luôn á chị. Tính là từ hồi bữa mua tới giờ cũng 1 triệu mấy. Ừ, 1 triệu mấy. Thì cô giữ tiền à, chú có giữ tiền không? Chú đâu biết. À, chú nghe giữ tiền. Mì là chưa ai ăn luôn nữa. Mì thì nhà có ai đâu, có mình ăn cô. Có mình ăn cô là người ăn đâu nữa đó. Gạo bữa hổm chắc cũng còn nhiều à, bà đâu có ai ăn đâu. Có mình ăn cô nấu ngày lâu, ăn từ sớm. Chú với bà uống sữa rồi. Ví dụ muốn ăn cái gì thì cô đi mua cho ăn thôi, chứ cô đâu có ăn. Dạ. Bây giờ chú có còn thiếu gì không chú? Có còn cần cái gì nữa không? Chú á? Chú chỉ cần sao cho nó hồi phục sức khỏe rồi đi thôi, cho gia đình đi thôi, cho bà vợ rồi. Ừ, chỉ cần cho mình khỏe lại thôi. Còn hiện tại là những vết thương hay là thuốc men hay cái gì đó mình có thiếu gì nữa không chú? Chú còn thiếu thuốc nữa. Thiếu thuốc. Dạ. Vậy cần mua thuốc nhiều thêm ha, để uống. Ừ. Thì là phải đi mua thuốc nhiều lên cho chú uống coi. Cô lấy cái sổ mua nguyên dĩ á, đừng có mua lẻ á. Cái ngày mà đi tái khám lại luôn. Để cô mua nguyên dĩ á. Mua 3 ngày hả chú? Mua 3 ngày nữa. Để từng lễ đó, sao mua dư cái rồi vậy. Đúng rồi, mua cũng tiết kiệm. Mua đủ tầng uống vậy đó. Mua nguyên dĩ uống nó ngợi hơn, mình mua liều nó hình như nó mắc. Có to bác sĩ. Ừ, có to. Thấy chú thương quá luôn, nằm gì đó, nằm gì đó. Cái này mệt, kêu bác sĩ kêu lại vô nước biển ta, vô không ta? Không biết nữa. Chắc vô á. Vô á. Nước biển vô. Thôi, vô á. Vô nước biển cho chú đi. Ở đây rồi, đó giờ có kêu ai vô nước biển chưa? Kêu bác sĩ là vô nước biển. Không biết hả? Cho chú khỏe, tại vì mới về nè, mất sức, ăn không được nữa. Anh có số ai không rảnh đi để chút xíu đi cho cho có con số rồi có gì vô nước biển cho chú giữ sức khỏe, tại chú ăn không được á, rồi chú mới cắt dĩ nữa khỏe. Nên là đau rồi chuyện mệt lắm nha cô hàng xóm. Kêu dừng tới giờ có tiền rồi mình vô đi, mình ra 200-300 ngàn cứ vô cho chú, vô cho chú khỏe rồi đỡ đau nữa, cứ nằm đây vô là không có gì đâu, lâu lâu vô con trai chứ đừng để mệt quá không tốt đâu, tại vì mình phải gồng lại với căn bệnh mới được. Tội nghiệp bán lại cái ưa chở đi mua hủ yến hủ 130 đó mà ăn không bé được. Con bé chỉ lại đây như vậy á. Bữa nay có lại hả? Không, mấy bữa nay không có lại, có chỉ lại đây. Dạ. Rồi cái dặn đi mua hủ 130, mua 2 hủ, ăn 2-3 ngày mới hết. Dạ. Mẹ cũng ăn mà chú cũng ăn, ăn 2-3 ngày mới hết. Ăn cái đó cho khỏe. Ừ. Tốt cho người bệnh lắm. Rồi cái hỏi uống ăn nữa không? Cái chú nó không ăn được. Ngán hả? Cho uống sữa không? Dạ. Hôm nay thì tụi con đến thăm thì cũng có để coi coi tình hình sức khỏe của chú á, chú Tâm này với bà coi như thế nào. Bên cạnh đó thì cũng có quà của Mạnh Thường Quân á, tụi con cũng đem đến. Nó giống như tiếp sức với mình vậy đó, để cho chú có tiền để đi trị bệnh. Thương chú quá mà giờ. Chú mong hết bệnh rồi, tiền thì ai cũng cần, nhưng mà chú quan trọng bây giờ chú mong cho chú hết bệnh thôi. Hết bệnh thì cũng phải cần tiền mới có tiền thuốc, mới tiền đi tái khám. Thì đó thời gian nó lâu dài. Cô thì cái sức khỏe cô 61 thì nói chung ngày kiếm mưu sinh để đủ tiền để ăn uống, để giữ sức khỏe, để lo cho hai người bệnh nhà thôi, chứ thật sự chứ muốn kiếm tiền mà để lo cho hết thì lo không nổi, lo hết bệnh. Cô bà thì bà bệnh lớn tuổi. Bà lớn tuổi. Bà là coi như là anh vậy luôn rồi đó. Dạ. Có chú thì có thể hồi phục lại, là có thể tiếp anh gia đình này kia ở nhà nè. Thì qua kênh của em thì em trao sữa chứ đi. Anh trao đi cũng được, anh cho anh tính giao đi. Anh đang hút thuốc. Nó đứng ở sau nghe. Nó là nằm sau rồi lui rồi đạp nó quất rồi. Dạ. Thì hôm nay con đến đây á, thì con cũng nhận được thêm ít tiền á của Mạnh Thường Quân, thì cũng gửi cho gia đình mình luôn. Dạ. Để con coi có Mạnh Thường Quân biết ha.
Bữa giờ thì cũng cả tuần hả cô? Cô mới đến hả? Tuần chưa ta? Cả tuần. Cô cũng không nhớ. Cô đi khối này cô không có để ý. Thường chú nằm ở đây nha. Chú rất là mệt trên đây nha. Ngày nào cô cũng đi đặng kiếm ăn riêng cô ăn. Thì hôm bữa thì anh em tụi con đến thì cũng chờ duyên từ mình thường quân chích quỷ gửi cho gia đình mình quà với lại tiền rồi đúng không? Hôm bữa được nhiêu cô nhớ không? 5 triệu. 5 triệu, bữa là được 5 triệu ha. Thì hôm nay thì khi mà về tụi con đăng tải video lên á, thì cũng có cô Cúc ở Đại Tâm thì cũng gửi một cái số tiền của quý mình thường quân giấu tên là 500.000. Và tiếp đó thì có một chị gái chủ quán phở 45 ở Sài Gòn thì cũng gửi 500.000. Tiếp nữa thì có một em gái xin giấu tên gửi cho gia đình mình số tiền là 2 triệu đồng. Tiếp đó thì có cô Huệ ở Bỉ thì gửi số tiền là 400 ngàn hỗ trợ gia đình mình. Tiếp đó thì có anh Trọng hỗ trợ 200 ngàn. Tiếp đó thì có chị Tiết Sang hỗ trợ là 1 triệu đồng. Gồm một mạnh thường quân cuối cùng thì đó là cô Ngọc Nhiều Kiều Úc. Thì cô dặn con nè mua 10 hộp sữa ha, 10 hộp sữa cho gia đình mình. Đây là cô rồi là bà rồi chú uống luôn nha. Dạ. Bên cạnh đó thì cô Ngọc Diệp Kiều Út khi mà xem được thì hoàn cảnh của mình nó cũng rất là thương. Thấy bà bệnh rồi chú bệnh nè. Đặc biệt là chú này nha. Đó thì cô Ngọc cũng gửi thêm một số tiền là 5 triệu đồng để hỗ trợ gia đình mình á. Đó là phần của cô Ngọc Diệp Kiều Út. Thì tổng số tiền hôm nay thì con đến thăm gia đình rồi gửi cho gia đình được là 9 triệu 600 ngàn ha. Dạ dạ. Cô mừng không cô? Mừng á. Dạ. 9 triệu 600 ngàn cho tiền của mình cho để dành lo bệnh cho bà. Mạnh thường quân giúp đỡ trong cơn hoạn nạn khó khăn. Dạ. Cảm ơn những người hảo tâm. Dạ. Có sức khỏe lâu dài để. Thôi chú mệt. Thôi chú mệt quá chú nói không nổi rồi. Dạ. Chú cảm ơn Mạnh thường quân. Thật sự thì Mạnh thường quân thì không ai biết là ai luôn, nhưng mà chỉ nhìn thấy cái hình ảnh thôi. Thấy cái hoàn cảnh của mình như vậy thì Mạnh thường quân phát tâm để giúp đỡ. Cũng nhờ những tình thương của Mạnh thường quân đó nên tụi con cũng mới có cái điều kiện mà để đi hỗ trợ cho gia đình như thế này. Giờ con xin phép Mạnh quân ha, gửi số tiền này cho gia đình. Con đăng lên cái người ta coi, người ta thấy mặt cô người ta mới biết. Ta đâu có biết cái dạ. Dạ. Đi qua đây cho. Cô đi mua tiền cho bây giờ người ta biết. Gửi tiền Mạnh thường quân ha. Giờ cô nhận giúp con ha. Con. Thì em cũng xin phép Mạnh thường quân thì gửi cái số tiền này đến cho gia đình luôn. 9 triệu, hồi nãy là 9 triệu 600 đúng không? 9 triệu 600 ngàn. Hỗ trợ cho cô Mai với chú Tâm với bà. Cô nhận ha. Đây, 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu, 9 triệu, 9 triệu, 500, 100 nữa, xin em có 100, còn 100 ngàn nữa, để con coi, rồi 9 triệu thôi, để em đưa đi chút rồi đưa lại ha, rồi 9 triệu 600 ngàn, đó là những tình thương của quý nhà hảo tâm, nhưng mà xem video của anh em cũng phát tâm, mà thương gia đình, và giúp đỡ cho gia đình của cô Mai. Một mình cô mà nuôi tới hai người bệnh có nhà không? Ai cũng lớn tuổi hết. Rất là thương. Cho cô cảm ơn những người cũng thường xuyên giúp đỡ cô nhớ lớn. Cô rất là cảm ơn. Cảm ơn số tiền thường cô mừng dữ lắm. Rồi cô đâu có nhớ tên người nào. Cô cảm ơn Nguyên Mạnh Thường Quân. Dạ. Cô nhiều sức khỏe là giúp cho những người hoàn cảnh như cô vậy đó. Dạ. Cố gắng lên như cô để lo cho chú với bà. Mà đang đắt làm ăn phát đạt. Em cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều luôn. Dạ. Rồi cảm ơn mấy con. Cảm ơn mấy con nữa hả? Ừ. Tại có mấy con, mấy cô mới được tiền chứ không có mấy con đúng không? Dạ. Thương bò hồn. Bà ơi. Hôm nay Mạnh Thường Quân gửi sữa rồi gửi tiền cho bà nữa kìa, bà có mừng không bà? Đây bà, thương bà không? Bà biết không? Thì hồi nãy là Bagina đã trao cũng số tiền là cũng không nhỏ mà cũng không lớn, mà cũng được một cái quà là đến sữa cho gia đình là 10 hộp sữa này cũng được mấy tháng trời nữa chị em. Thì cũng rất đỡ cho cô là được cái gánh nặng là được mấy tháng hả cô? Tiền sữa. Cái đồ gì ướt hả chứ? Gặp rồi. Anh Tứng hả? Anh Tứng không có quà. Rồi để em cái đồ luôn.
để đây. Đây. Trời mưa cả nhà bị gián đoạn. Mưa hả? Ừ. Vừa trao tiền xong rồi trời mưa. Bình thường đó mà đi trao tiền mà gặp trời mưa là tốt lắm. Thì nãy là bên Bagina và Minh Quận và Cường Kagamen và em là Hà Quốc Tứng và Tứng Như Châu thì cũng đến nhà cô là cô Mai là 61 tuổi là do là nuôi hai người là đang nằm giường, nhưng mà một người thì người mẹ 81 tuổi là trong khi đó là cách đây 2 năm thì đã tai biến dẫn đến là giờ là nằm 2 năm nay hả cô? Dạ là cô là 2 năm nay, 2 năm trước thì chú chưa có bị gì, chú chỉ có mắc cái chứng bệnh là giống như là sỏi thận, sỏi túi mật thì lên bệnh viện Sóc Trăng thì mổ 3 lần thì cuối cùng là nhiễm trùng rồi xong là quay lên tới chuyển đi Cần Thơ thì cuối cùng thêm một bệnh nữa là bệnh gì cô? Ung thư ruột già. Trời ơi, thêm cái bệnh là bệnh nhà giàu nữa anh chị em, ung thư ruột già. À, rồi trong cái mổ thì gia đình thì không có tiền thì lối xóm thì cũng đã giống như giúp đỡ gia đình là cho mượn chứ không phải là cho không. Cho mượn nhưng mà không có tính lãi. Coi như là cô làm nếu mà có dư 100-200 thì sẽ trả cho người ta. Dạ thì cũng cảm ơn lối xóm ở đây và tình thương rất nhiều. Anh em ruột cũng chưa chắc được như tình lối xóm như vậy. Anh em ruột khổ chuyện lớn rồi mà. Mấy cái em cô khổ không có đứa nào giúp được người ta. Biết cho em trang trị là đúng không? Dạ. Thì qua Facebook của em là Tứng Như Chu và kênh YouTube của em Hà Quốc Tứng và Tứng Như Chu luôn, để có một số tiền nhỏ gửi đến gia đình để cho cô tiếp tục để lo cho người mẹ già và chồng mình đang bị bệnh nặng. À, con số cao là 2.7 triệu bên Facebook của con. Mưa rơi lệ luôn phải không? Trời cộng đồng. Trời cũng cộng đồng luôn. Đây con trao thôi cô. 500 triệu. 1.5 triệu. 2 triệu. 2.5 triệu. 2.7 triệu. Đó là tổng số tiền 2.7 triệu bên Facebook của em là Tứng Như Chu. Anh chị em là cảm ơn cô chú anh chị em trên Facebook của em gần xa đã hỗ trợ tất cả những hoàn cảnh khó khăn Sóc Trăng, từ bệnh tật với những bệnh nhân nhỏ lớn tuổi cũng có này có kia. Xin chúc anh chị em mạnh luôn luôn dồi dào sức khỏe làm ăn phát tài. À cô có nói gì không? Tới lúc trao tiền thì đã rơi hết tiền rồi. Hôm nay thì mình muốn nói anh em đến đây thì cũng đã chia sẻ cái câu chuyện của chú Tâm, thì bên cạnh đó thì cái video